Điều tra bổ sung vụ cháy chung cư Carina, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tùng, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại, dịch vụ và sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina và Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý chung cư Carina trong vụ cháy chung cư Carina Plaza ở đường Võ Văn Kiệt, quận 8. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo khoản 3 điều 313 Bộ luật hình sự, khung hình phạt cao nhất 12 năm tù. Quá trình xét xử, chủ tọa phiên tòa cho biết để tránh bỏ lọt tội phạm, tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Nội dung chi tiết về việc trả hồ sơ sẽ được tòa phát hành bằng văn bản. Trước đó, trả lời thẩm vấn, bị cáo Tùng trình bày gia đình bị cáo cũng là cư dân của chung cư Carina, nên luôn mong muốn đem lại đời sống tốt nhất cho cư dân ở đây. Bị cáo không có động cơ gì để làm sai vì toàn bộ hư hỏng của chung cư không phải lấy tiền của bị cáo hay tiền của công ty mà là tiền của cư dân đóng, nên bị cáo không có lý do gì để không chấp nhận đề xuất sửa chữa. Ngoài ra, bị cáo Tùng cho rằng nội dung bản cáo trạng có một số quy kết bị cáo chưa hợp lý. Theo bị cáo Tùng, cáo trạng nêu bị cáo biết rõ hệ thống báo cháy hư mà không sửa. Bị cáo không trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy trước khi bàn giao cho công ty Zco, không sửa chữa, thay thế trong thời gian dài là chưa chính xác. Cáo trạng cũng cho rằng bị cáo tham gia bàn giao hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhưng bị cáo cho rằng chỉ kế thừa của những người đi trước. Bị cáo Tùng thừa nhận không có chuyên môn, nghiệp vụ, không kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy. Còn bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai về làm trưởng ban quản lý chung cư Carina được 20 ngày thì xảy ra cháy cho nên có những hệ thống, hạng mục không hoạt động. Những vi phạm chưa kịp đề xuất với chủ đầu tư để sửa chữa. Cáo trạng xác định, tối ngày 22 tháng 3 năm 2018, anh Đặng Ngọc Lâm, 27 tuổi, quê Lâm Đồng, chạy xe máy Attila để dưới tầng hầm chung cư Carina. Lúc 1 giờ 15 phút ngày 23 tháng 3 năm 2018, lửa xuất hiện tại khu vực để chân xe của anh Lâm. Đến 1 giờ 18 phút, khói và lửa phát ra phía trước đầu xe rồi bùng lên dữ dội. 5 phút sau, hệ thống chiếu sáng tầng hầm bị tắt, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi nhiều xe máy, ô tô. Luồng khí nóng, độc theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng cao của chung cư. Tuy nhiên, hệ thống phòng cháy chữa cháy không kịp thời báo cháy, chữa cháy không hiệu quả làm 13 người chết, 72 người bị thương, 492 xe máy bị thiêu rụi, 81 ô tô hư hỏng. Theo cáo trạng, hàng tháng, ban quản lý chung cư Carina Plaza đều lập biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Trong đó, bị cáo Tùng thay mặt công ty Hùng Thanh ký xác nhận tháng 12 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017. Tại các biên bản tự kiểm tra này, thể hiện bảng nội quy phòng cháy chữa cháy, bảng tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy, thì bơm điện hoạt động ở chế độ tay, bơm diesel không hoạt động, hệ thống báo cháy tự động không hoạt động, hệ thống chữa cháy tự động hoạt động ở chế độ tay, quạt điều áp thang bộ bị hư. Bị cáo Tùng ký hợp đồng bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy, ký biên bản nghiệm thu với công ty bảo dưỡng phòng cháy chữa cháy. Trong biên bản ghi nhận hệ thống báo cháy, trung tâm báo cháy không hoạt động, đề xuất thay mới. Các hệ thống đầu báo khói, nút nhấn khẩn, còi báo cháy, do hệ thống không chạy nên không biết tình trạng. Đề xuất chỉ kiểm tra được sau khi test trung tâm báo cháy. Cáo trạng xác định bị cáo Tùng biết rõ về tình trạng không hoạt động của các hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư. Hơn nữa, việc hư hỏng hệ thống này chưa được thay thế, sửa chữa nhưng không triển khai sửa chữa, thay thế dẫn đến hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động khi phát sinh vụ cháy. Việc không trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy trước khi bàn giao chung cư cho công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Sài Gòn SDGCO quản lý vận hành, dẫn đến tòa nhà đã không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, cho đến thời gian rất dài cũng không sửa chữa. Thay thế nên hành vi của bị cáo Tùng đã vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, cáo trạng nêu. Đối với bị cáo Tuấn, là người được SDGCO bổ nhiệm thay mặt công ty quản lý vận hành chung cư, bao gồm công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống tại chung cư. Bị cáo biết hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư bị tê liệt, chưa được sửa chữa, thay thế nhưng không báo cáo, kiến nghị công ty Hùng Thanh khắc phục. Ngoài ra, cáo trạng xác định trưởng ban quản lý phải chịu trách nhiệm khi không thực hiện đóng cửa cầu thang bộ thoát hiểm phòng cháy chữa cháy. Quá trình điều tra vụ án, đã nhiều lần trả hồ sơ để xác định thiệt hại, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Tuy nhiên, cơ quan điều tra, viện kiểm sát sau đó bảo lưu quan điểm xác định chỉ có bị cáo Tùng và Tuấn chịu trách nhiệm hình sự. Trong đó, bị cáo Tùng biết hệ thống báo cháy của chung cư bị hư hỏng nhưng không sửa chữa khắc phục,
còn bị cáo Tuấn không hối thúc chủ đầu tư khắc phục hư hỏng.